Và xin chào cả nhà ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử sử dụng nhanh cái máy trợ thính không dây. Cái máy trợ thính không dây thì nó cỡ ngón tay út, gắn trên bàn tay và có một con dây chuyền vào lỗ tai ha. Cách sử dụng thì khá là đơn giản. Bên cạnh đó Hoàng Sơn còn có những video về cách sử dụng máy trợ thính có dây, nó rẻ tiền hơn. Cái máy không dây này là 2.150.000 nha, hàng chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật nha. Còn cái máy hạt đậu siêu nhỏ cỡ hạt đậu thì tới 3.700.000, giá cao hơn. Tất cả ba dòng máy này đều là hàng sản xuất tại Nhật, cũng cùng một hãng nha. Còn những cái hàng mà Trung Quốc giả nhái thì có mấy trăm ngàn thôi. Nên là Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn hàng chính hãng. Thứ nhất là mình sẽ nghe âm thanh nó rất là tốt, nó sẽ không có bị nhiễu âm thanh nhiều, và máy sẽ rất là bền. Có những dòng máy cả nhà thấy ở bên đây nó không có ghi là Made in Japan, là chắc chắn là cái hàng đó là không phải của Realnet hiện tại. Có thể là nó sản xuất ở Đài Loan của 10 năm trước nha. Còn có những dòng mà ghi là cũng là Japan này nọ thì cái đó có thể là hàng giả, hàng nhái hoặc là hàng sắp tay, không có được bảo hành ở Việt Nam. Còn nếu mà cả nhà nhớ là Rionet HB23B Made in Japan mà mình nên mua ở hàng chính hãng để được hàng chất lượng và được bảo hành tốt nha. Thì thường cái máy này á, là bảo hành 1 năm, nhưng mà nếu mà mình xài kỹ thì Hoàng Sơn thấy khi bà con mình đến để nhờ sửa chữa vệ sinh á, thì thấy 3 đến 5 năm là vẫn hoạt động tốt cả nhà ha. Chỉ có một số lỗi giống như là mình xài lâu ngày, cái ngón tay mình dơ, cái mình đẩy cái volume lên xuống hoặc công tắc tắt mở thì nó bị dơ, nó không tiếp xúc tốt. Còn trường hợp là chảy pin thì bị hư, cái trường hợp đó là rất là khó sửa. Nên Hoàng Sơn khuyên á, cả nhà mình lúc nào cũng xài nè, cái cục pin mình bỏ vào máy, mình đóng máy lại thì máy nó sẽ thu phát tốt đúng không? Còn không xài mình tắt nè. Nhưng mà nếu mà như vậy, trường hợp cục pin khô thì nó không có chảy pin, nhưng mà lỡ mà thôi mình vào ướt hoặc là mình để quên 1-2 tháng thì pin nó sẽ chảy ra hư mặt rất là tiếc nha. Nên là Hoàng Sơn khuyến khích cả nhà mình á, nên xài vậy nè, tối về mình có thể tắt xong mình bật luôn cái nắp pin ra vậy nè, mình không cần lấy cục pin ra, nhưng mà mình bật nắp pin thế này là cục pin lỡ mà nó có chảy thì chắc chắn không thể nào mà lọt vô máy được. Và mình khi mình để ở ngoài như vậy thì cái gió hoặc là cái quạt nó sẽ thổi khô cục pin, thì sáng hôm sau mình xài nữa thì cái máy này sẽ thành thể rất là bền, không thể nào xét được đâu. Cả nhà chú ý nha. Rồi cái cách xài thế nào thì bên trong cục pin này á, nó có ghi là đầu cộng là cái đầu to nè, và bên cái nắp pin nó cũng ghi dấu cộng ở trên đây và dấu trừ dưới, thì mình để đúng nha. Mình để đúng nè, nó có một cái rãnh, cái gờ ở mình đặt cái đầu nhỏ vô cái rãnh. Còn nếu mình đặt ngược lại á, thì nó sẽ cao lên, mình đẩy nắp pin không được nha. Đó, cả nhà thấy không, đây nè, mình sẽ đẩy nắp pin không được. Rồi mình đẩy nắp pin lại, mình bật sang chữ M là mở máy, nó hú như vậy, tức là nó thu phát tốt, tại vì cái lo phát ra và cái mic thu vào ha. Còn nó không hú là nó hư á. Rồi đầu tiên á, mình nên đến cửa hàng để cửa hàng sẽ cắt giùm cho mình một lần. Còn những anh chị cô chú mình mà đã xài rồi máy này á, thì mình không cần đến cửa hàng, thì mình mua về mình tự cắt theo cái size cũ nha. Ví dụ nè, đầu tiên mình để, ví dụ mình đeo bên tay trái hoặc tay phải thì mình cố định nó bên tay trái tay phải đi, mình lắp cái máy vào trước ha. Đó, cả nhà thấy nó ôm rất là sát, kiểu này thì không thể nào rớt được. Cả nhà nó để gắn trên bàn tay rớt không, nó ôm cứng ngắc như vậy không rớt được nè. Sau đó mình sẽ lắp thêm một cái cầu nhỏ dẻo nó giữ lại cái nữa thì nó không thể nào rớt được. Bây giờ nè, mình lấy cầu nhỏ dẻo nha, mình nhét kính vào lỗ tai, tại vì cái lỗ tai mình bên trong á, càng đi sâu vào thì nó sẽ càng nhỏ lại, nên khi mà mình nhét kính vào thì nó sẽ rất là cố định, nó im. Tại cái nhựa này của Nhật á, nó dẻo lắm, không có đau lỗ tai. Đó. Rồi trường hợp nếu mà như nãy Hoàng Sơn bỏ vào tay mà nó hú á, là do cái lo nè, mình không nhét kính vào lỗ tai thì âm thanh nó bị thoát ra, nó sẽ đi vào ngược cái máy, nó sẽ thu phát đại càng ngày càng lớn, giống như karaoke mà mình đỏ cái micro gần cái lo nó hú. Đó. Khi này nè, mình nhét kính vào nha. Rồi bắt đầu mình sẽ nắm nè, mình nắm giữa cái cọng dây cục nhựa dẻo và cái máy, mình nhìn thấy nè, thấy không, nó sẽ dư ra một khúc nè. Đó, tại vì khi mà hãng sản xuất á, thì sẽ cho chúng ta cái cọng dây dài, chúng ta lắp vào như thế này chắc chắn nó sẽ dư. Nó dư lên á thì mình đeo vào lỗ tai nó không kín, nó bị hú nè. Hoặc là khi mình đi á, nó nhúc nhích nó đẩy cái máy này tuột ra khỏi lỗ tai. Hoặc là nếu dài quá nó sẽ bị cóp lại như thế này nè. Đó, thì âm thanh không ra được. Nên là đầu tiên vô á, là mình sẽ cắt một xíu cái đầu của mình, trồng vào cái đầu nhựa ha. Đó, mình trồng vào.
mình trồng vào, sau đó mình gắn vào lỗ tai mình xem cái nó êm chưa. Mình cố gắng mình nông càng sâu càng tốt nha, để cho nó cứng lại đó, mình nông sâu vào. Ví dụ như trường hợp này mình sâu vào mình thấy nó vẫn dài nè, để giờ thấy không, nó dài xuống rồi mình tháo ra mình cắt một xíu, cắt một xíu nông nông từ từ được thì thôi đó, thì mình cắt một lần thôi. Còn nếu mà như cô chú anh chị mình tới cửa hàng đó, thì mấy em sẽ đo cắt giùm luôn đó. Còn nếu ở quê đó, mình cắt một lần nông lên từ từ, thì nếu mà mình lỡ mà mình cắt mà bị đứt quá đó thì mình sẽ mua cái phụ kiện chữ L này nó tới 50.000 nha. Tại cái này hàng Nhật nhập về nên là giá nó hơi cao đó. Cái cục nhựa dẻo này cũng khoảng tầm 50.000 phụ kiện nữa, nên là thường cái này không bao giờ hư được. Chỉ có cái là mình lỡ tay mình cắt thôi, chứ nó dẻo nhì nó không có hư, nó rất là bền. Rồi cả nhà ha, thì đầu tiên mình sẽ chỉnh, mình bật công tắc qua, sau đó mình chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Ví dụ thường á thì cỡ số 2 đó, nếu mà số 2 chưa nghe rõ thì mình tăng lên số 3, chứ nhiều khi lớn quá thì mọi thứ tiếng xe cổ nó ồn lên đó, làm cho mình khó nghe cả nhà ha. Rồi trong các video khác thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà cách xử lý lỗi tại nhà trước khi gửi đi bảo hành. Và có gì thắc mắc cả nhà cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới tiêu đề để có thể tư vấn thêm, hoặc là cô chú mình cần á thì Hoàng Sơn sẽ tư vấn cho kỹ và hướng dẫn khắc phục lỗi tại nhà luôn. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau.